Thưa quý vị, thưa các bạn, bắt đầu có hiệu lực từ đầu năm 2019, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP đang là điểm nóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp khi xuất hiện hàng loạt cơ hội và thách thức từ việc thực thi Hiệp định CPTPP sẽ mang lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp cả về sản lượng và thị trường xuất khẩu. Do đó, các doanh nghiệp cần tận dụng nhanh cơ hội này để đẩy mạnh xuất khẩu. Thế nhưng, thách thức của doanh nghiệp Việt Nam trong CPTPP chính là khả năng tận dụng cơ hội, cụ thể là khả năng đáp ứng quy tắc xuất xứ để được hưởng ưu đãi và vượt qua các hàng rào phi thuế quan, các biện pháp phòng vệ thương mại của thị trường. CPTPP có hiệu lực từ tháng 1 năm 2019 đã mở đường cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang các nước đối tác của thị trường quy mô 2.500 tỷ đô la Mỹ này. Đến nay, ngoài Việt Nam, có 7 quốc gia phê chuẩn CPTPP là Australia, Nhật Bản, New Zealand, Singapore, Canada, Mexico và mới đây là Peru. Việc xuất khẩu sang các thị trường này đạt một số kết quả đáng ghi nhận. Theo Bộ Công Thương, trong năm 2020, trao đổi thương mại hai chiều giữa Việt Nam và các nước thành viên CPTPP đạt 79 tỷ đô la Mỹ, tăng 1,9% so với năm 2019. Trong đó, xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam sang các nước CPTPP đạt khoảng 38,7 tỷ đô la Mỹ, nhập khẩu từ các nước này đạt 40,3 tỷ đô la Mỹ. Việt Nam nhập siêu từ các nước CPTPP khoảng 1,6 tỷ đô la Mỹ. Nếu tính riêng 5 nước đã thực thi hiệp định CPTPP là Mexico, Canada, Nhật Bản, Singapore và Úc thì giá trị xuất khẩu của Việt Nam đạt 33,9 tỷ đô la Mỹ, Việt Nam xuất siêu khoảng 3,5 tỷ đô la Mỹ, đặc biệt tại các thị trường Mexico và Canada. Trải qua 16 năm hình thành và phát triển, Tổng công ty Thương mại Hà Nội Hapro lần thứ 14 liên tiếp được vinh danh trong bảng xếp hạng Vienna 500 với nỗ lực không ngừng xây dựng và phát triển các sản phẩm nông sản thế mạnh của Việt Nam như gạo, hạt điều, cà phê nhằm tiếp cận không chỉ thị trường trong nước mà còn xuất khẩu đi rất nhiều quốc gia trên thế giới. Thương hiệu Hapro đã và đang khẳng định là thương hiệu xuất khẩu mạnh với thị trường tại gần 80 quốc gia và vùng lãnh thổ, đặc biệt với các nước đã ký kết hiệp định CPTPP với kim ngạch xuất khẩu hàng năm đạt hàng trăm triệu đô la Mỹ. Các sản phẩm Hapro cung cấp ra thị trường luôn đảm bảo đạt được lòng tin của khách hàng về chất lượng cao và quy trình cung cấp, đóng gói đạt tiêu chuẩn. Có những doanh nghiệp đã ví rằng nhà nước Việt Nam, chính phủ Việt Nam đang xây dựng những cái tuyến đường cao tốc cho các doanh nghiệp Việt Nam vươn ra thế giới. Điều này đúng nhưng chưa đủ. Chúng ta không thể đi trên cái con đường cao tốc đấy bằng những cái phương tiện thô sơ. Và cái điều kiện cần là chúng ta phải có phương tiện đủ đảm bảo để được tham gia trên con đường cao tốc đấy. Vậy thì doanh nghiệp phải đối phó với cái đấy như thế nào? Một là phải xây dựng cái vùng nguyên liệu phù hợp. Đấy. Hai là chúng ta phải xây dựng, phải có chiến lược xây dựng thương hiệu và marketing đúng. Và ba là chúng ta sản xuất những sản phẩm an toàn thực sự cho người tiêu dùng. Trên thực tế, những điểm cần khắc phục để tận dụng CPTPP đã được nêu ra từ trước khi hiệp định có hiệu lực. Vấn đề này đã được các bộ ngành phổ biến nhiều, nhưng mức độ chủ động của doanh nghiệp đến nay còn chưa cao. Mặt khác, một số cản trở khác đã khiến cho các doanh nghiệp ngại tiếp cận các ưu đãi từ CPTPP như không đáp ứng các yêu cầu về xuất xứ, gặp vướng mắc về thủ tục hoặc để lỡ hạn xin cấp chứng nhận xuất xứ, thiếu các giấy tờ vận chuyển cần thiết. Đáng chú ý, lý do lớn nhất và gây tiếc nuối nhất là nhiều doanh nghiệp không biết gì về ưu đãi thuế cho lô hàng của mình do còn nhiều thông tin hoặc không biết khai thác các thông tin về CPTPP. Thực ra là nhà nước đã mở ra một con đường rất tốt cho các doanh nghiệp. Bây giờ vấn đề chúng tôi xác định rõ là doanh nghiệp phải làm thật tốt để đảm bảo cho cái chương trình hội nhập kinh tế phát triển chung. Chúng tôi suy nghĩ một điều rất quan trọng, đó là cái nội lực của doanh nghiệp. Mà doanh nghiệp thì phải học hỏi, đấy. Doanh nghiệp phải phát triển, phải lấy một cái mấu chốt cơ bản, đó là chất lượng hàng hóa của doanh nghiệp. Bởi vì chúng ta không thể nói gì hơn được nếu như chất lượng hàng hóa không đảm bảo đối với các bạn hàng chúng ta ở các nước trên thế giới, mà các nước trong hiệp định. Cái hiệp định thương mại thế hệ mới cũng rất là đưa ra cũng nhiều cơ hội và cũng rất nhiều cái thách thức cho các doanh nghiệp, đặc biệt là những cái doanh nghiệp xuất khẩu. Nhưng mà bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tận dụng những cái lợi thế này để phát triển doanh nghiệp cũng như là vươn tầm xa hơn cho những cái sản phẩm của mình ra nước ngoài. Ví dụ như chúng tôi là cũng phải nâng cấp cái dây chuyền công nghệ đáp ứng với bạn hàng. Thứ hai là cũng tăng cường quá trình là
giao lưu học hỏi, xúc tiến thương mại đối với những cái thị trường nước ngoài để bán được cái sản phẩm nhiều hơn và có chất lượng hơn. Chúng ta cũng đang tích cực tận dụng những các cái hiệp định thương mại tự do. Đấy cũng là một cái yếu tố chủ quan mà chúng ta đã phấn đấu trong rất nhiều năm vừa qua, để đến ngày hôm nay chúng ta có 17 cái hiệp định thương mại tự do, trong đó 15 cái hiệp định đã ký và đã có hiệu lực. Và như vậy thì các doanh nghiệp của chúng ta đã tận dụng được rất nhiều từ các cái hiệp định này. Rồi sự nỗ lực của các doanh nghiệp cũng như nỗ lực của các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là trong khâu cắt giảm các cái thủ tục hành chính và tháo gỡ các cái khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất và xuất nhập khẩu. CPTPP có hiệu lực đã góp phần không nhỏ trong thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang các thị trường đối tác. Tuy nhiên, vẫn cần nhiều thời gian và các số liệu thống kê tốt hơn để định lượng mức độ tăng trưởng đến từ CPTPP, như mức độ đóng góp chung vào tổng kim ngạch xuất khẩu ra sao, việc tận dụng ưu đãi thuế quan thế nào, bởi những yếu tố khách quan về dịch COVID-19 trong năm 2020 và những yếu tố khác đã tác động nhiều hơn tới việc đáp ứng các tiêu chuẩn đặt ra trong CPTPP. Xác định rõ việc gia nhập CPTPP là động lực để cải thiện môi trường kinh doanh, tạo sức ép cạnh tranh buộc các doanh nghiệp phải nâng cao tiêu chuẩn hàng hóa và năng lực trên thị trường quốc tế. Chính vì vậy, khi cơ hội vẫn còn nhiều trước mắt, các doanh nghiệp Việt Nam cần thay đổi tư duy kinh doanh, cải thiện năng lực cạnh tranh và sản phẩm. Cùng với đó, nghiên cứu kỹ thị trường, thị hiếu và nhu cầu của người tiêu dùng, cũng như lấy sức ép về cạnh tranh là động lực để đổi mới và phát triển. Bên cạnh đó, chính phủ cần rà soát quy định pháp luật liên quan, cải thiện môi trường kinh doanh ngày càng thuận lợi cho doanh nghiệp, tăng cường về truyền thông, thông tin về thị trường, định hướng cho doanh nghiệp trong kế hoạch sản xuất, kinh doanh của mình, giúp nâng cao khả năng cạnh tranh, xuất khẩu cho doanh nghiệp trong những năm tiếp theo.